Dạ kính thưa ban giám đốc, kính thưa ban chủ tọa và tất cả mọi người đã tham gia cái chuyên đề ngày hôm nay. À, em hôm nay xin được đại diện khoa nội tiêu hóa xin được trình bày cái chuyên đề là tiếp cận chẩn đoán tăng men gan. Thì phần trình bày của em có 6 nội dung: tổng quan, phân loại, xét nghiệm gan và tiếp cận chẩn đoán phần lưu đồ và cuối cùng là phần kết luận. Thì đầu tiên em xin nói về phần tổng quan của tăng men gan gan là một trong những cái cơ quan rất quan trọng của cơ thể và đảm nhận rất nhiều chức năng. Vì vậy khi mà gan bị tổn thương sẽ dẫn tới hiện tượng là tăng men gan. Thì tăng men gan là một trong những tình huống lâm sàng rất thường gặp mà bất cứ bác sĩ nào đều có thể gặp ở trong nội trú lẫn ngoại trú. Thì theo một cái thống kê của Mỹ năm 2003 thì có khoảng 7,9% dân số là có tình trạng tăng men gan mà cụ thể đây là ALT và AST. À, thường thông thường thì chúng ta hay gộp chung một cái thuật ngữ là xét nghiệm chức năng gan là bao gồm có AST, ALT, phosphatatkiem phát vân vân. Tuy nhiên theo một cái cập nhật năm 2017 của hội tiêu hóa Hoa Kỳ thì những cái xét nghiệm như AST, ALT, à, à, phosphatatkiem phát nên đưa vào gọi là xét nghiệm tinh hóa gan, không phải là xét nghiệm chức năng gan. Và xét nghiệm chức à, xét nghiệm chức năng gan là chỉ gồm có hai xét nghiệm là albumin và INE như, vậy thì tăng men gan có phải một bệnh lý nghiêm trọng hay không thì trong một cái nguyên rất nhiều nghiên cứu chỉ ra và trong đó cụ thể là một cái nghiên cứu năm 2014 nghìn tăng nhận thấy rằng tất cả những bệnh nhân tăng alt hay ast đều có nguy cơ làm tăng tỷ lệ tử vong do bệnh gan phần tiếp theo em xin trình bày đến vấn đề phân loại như vậy men gan nó có rất nhiều vậy như vậy chúng ta có thể phân loại cơ bản như sau thứ nhất là những vấn đề về xét nghiệm sinh hóa gan thì bao gồm có ast alt phosphatase và GGT thì trong đó ALT và ST sẽ là tổn thương tế bào gan à, và GT là những cái tổn thương của ứ mực à, cái nhóm thứ hai là có thể là nhóm về sản xuất mực hoặc là nhóm thải độc như là bilirubin và NH3 và nhóm thứ ba là nhóm chức xét nghiệm đánh giá chức năng gan là gồm có uh, protein tham và albumin trong này vì cái phần thời gian có giới hạn vì vậy em xin trình bày chủ yếu là cái phần tăng hai cái men gan là ALT và AST À, như vậy những cái xét nghiệm gan thì đầu tiên em xin nói sơ lược về một cái những xét nghiệm gan thường sử dụng trên lâm sàng để mọi người có thể nắm tổng quát thì đầu tiên là cái xét nghiệm tổn thương tế bào gan là AST và ALT đây là những cái xét nghiệm được tăng khi mà tế bào gan bị tổn thương thì ALT được sản xuất chủ yếu ở gan còn AST thì có thể xảy ra có thể tìm thấy trong gan cơ tim xương thận vân vân do đó mà ALT sẽ chuyên biệt hơn với AST trong những cái tổn thương tế bào gan thời gian bán hủy của AT là 17 giờ và ALT là 47 giờ. Từ những có số lượng AT là chúng ta có thể tiếp cận dựa vào những cái chỉ số Doritis hoặc là chỉ số R ER, mà từ đó chúng ta có thể tìm ra được cái nguyên nhân thường gặp. Như vậy thì cái mức ước lượng cái mức giới hạn trên bình thường của một cái men gan ALT sẽ là bao nhiêu? Thì theo hội tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2017 thì ở một người khỏe mạnh không có yếu tố nguy cơ bệnh gan thì ALT bình thường sẽ ở mức là 29 đến 33 đơn vị ở nam và 19 đến 25 đơn vị ở nữ. Và bất cứ tăng nồng độ men gan ALT hay ALT trên giới hạn trên bình thường ở người không có yếu tố nguy cơ bệnh gan là sẽ tăng nguy cơ tử vong cho bệnh gan. Và nếu ALT bình thường thì chúng ta cũng không loại trừ được bệnh gan, đơn cử là trong viêm gan CVB. Ừ. À, thiết nghiệm thứ hai là nhóm thiết nghiệm về để đánh giá tình trạng ứ mật thì cái ALB hay là phốt phát là cái thiết nghiệm chuyên biệt nhất trong tổn thương ứ mật À, trong tổn thương tế bào gan thì ALB có thể tăng nhưng mà thường tăng nhỏ hơn 3 lần và ALB có thể tăng trong những bệnh lý ngoài gan tuy nhiên khi đó xét nghiệm uh, GGT sẽ không tăng và thời gian bán quỷ của phosphatate kiềm là khoảng 7 ngày à, xét nghiệm thứ hai là xét nghiệm gamma glutamine transferase à, nó có thể tăng trong tổn ứ mật trong tổn thương tế bào gan và ngoài gan do đó mà nó ít chuyên biệt hơn so với ALB trong bệnh lý ứ mật Tuy nhiên GGT là rất nặng nhảy trong bệnh lý viêm gan rượu và có thể tăng ngay sau khi uống rượu. Và khi trong một cái tổn thương do rượu chúng ta có thể dựa vào cái GT tăng nhiều hơn AST và ALT và thời gian bán hủy của GT là 26 ngày. Điều đó có nghĩa là chúng ta không cần phải chờ cái xét nghiệm GGT về giới hạn bình thường mới cho bệnh nhân xuất viện, chỉ cần lâm sàng ổn là bệnh nhân có thể xuất viện. À, nhóm xét nghiệm thứ ba là nhóm bilirubin hoặc là NH3 thì tỷ tỉ khi mà tiếp cận với nhóm bilirubin thì chúng ta sẽ đánh giá là tỷ số bilirubin trực tiếp và bilirubin toàn phần thì nếu mà nhỏ hơn 20% thì chúng ta nghĩ tới những cái nguyên nhân là tăng bilirubin giá, uh, gián tiếp ưu thế như là tán huyết sử dụng những cái loại thuốc có thể làm tăng bilirubin uh, từ 20 đến 50% là tăng bilirubin hỗn hợp có những những nguyên nhân tại gan như là viêm gan siêu vi, viêm gan tự miễn vân vân. Còn trên 50% thì chúng ta sẽ là tăng bilirubin trực tiếp là ưu thế và có nghĩa là bao gồm có nguyên nhân tại gan hoặc sau gan như là sỏi, ung thư vân vân nhóm NH3 máu thì là để thường sử dụng trong để đánh giá cái bệnh lý não gan à, và cuối cùng là cái nhóm quan trọng quan trọng về chức năng đánh giá chức năng gan thì như ta biết là gan là cái cơ quan tổng hợp các yếu tố được máu thì vậy khi tổn thương chức năng gan thì là sẽ làm cho rối loạn đông máu do đó mà BT và INE là những cái chỉ số tiên lượng tốt nhất trong bệnh gan cấp và mạng tuy nhiên nó sẽ không đánh giá chính xác nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân sơ gan À, nhóm xét nghiệm thứ hai là nhóm albumin thì albumin cũng là do gan tổng hợp và trong những suy gan mạng thì albumin máu sẽ giảm tuy nhiên albumin nó sẽ không chuyên biệt trong việc uh, chức năng gan bởi vì nó có thể uh, giảm trong tăng thể tương uh, trong bệnh lý thận uh, hoặc là qua việc hệ thống vì vậy mà uh, chúng ta cần phải tưởng nó phân biệt với nhiều bệnh lý khác và thời gian mắng hủy của albumin là 21 ngày do đó mà albumin không phải là chỉ điểm của suy gan cấp hay là suy gan mạng nhẹ phần tiếp theo em xin khi mà chúng ta đã bị tiếp cận với những cái xét nghiệm về bất thường tăng men gan như vậy thì chúng ta thể tiếp cận chuẩn đoán như thế nào thì đầu tiên phần chuẩn đoán tiếp cận tăng men gan chúng ta phải khai thác kỹ bệnh sử việc khai thác kỹ bệnh sử có thể giúp ta loại trừ được rất là nhiều nguyên nhân tránh là chúng ta ôm đường quá nhiều nguyên nhân khó chuẩn đoán cho bệnh nhân thứ hai là chúng ta hỏi kỹ về tiền căn và những yếu tố nguyên nhân là có thể gợi ý được những cái bệnh gan liên quan thứ ba là chúng ta tiến hành khám khám là khám toàn diện là bao gồm những cái bệnh lý uh, những cái triệu chứng tại gan và ngoài gan. Uh, thứ tư là hình ảnh học. Uh, thứ năm là sau khi uh, loại trừ được những nguyên nhân hình ảnh học để loại trừ những nguyên nhân ngoại khoa thì sau khi loại trừ ta sẽ tiếp tiếp cận đến việc việc phân tích những cái xét nghiệm sinh hóa gan. Và cuối cùng là sau khi đã làm được rất nhiều thứ mà chúng ta vẫn chưa có thể tiếp cận được chẩn đoán thì chúng ta sẽ tiến hành sinh thiết gan sẽ là bước cuối cùng cụ thể về từng từng bước một thì về bệnh sử chắc chắn là phải hỏi bệnh sử kỹ, thời gian sử dụng thuốc, liều lượng, hoàn cảnh phải khác những cái điều trị của bệnh nhân, vân vân. Thứ hai là chúng ta sẽ khai thác về những cái tiền căn và yếu tố nguy cơ, nó có thể gợi ý những cái bệnh gan liên quan, chẳng hạn như là tiền căn gia đình thì có thể là bệnh gan ứ sắc, bệnh Wilson, thalassemia vân vân. Tiền căn có sử dụng rượu bia thì chúng ta có thể đi đến cái hướng là gan nhiễm mỡ do rượu, sơ gan, viêm gan à, bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa thì có thể là bệnh gan nhiễm mỡ không cho rượu bệnh nhân sử dụng thuốc hoặc là những cái thảo dược những cái thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc thì có thể là tổn thương gan do thuốc à, là à, nếu mà bệnh nhân có sự thuốc giảm đau thì chúng ta cần phải tiếp cận theo hướng là có thể tổn thương gan do acetaminophen hoặc là si gan cấp vân vân à. Ngoài ra một cái yếu tố dịch tễ cũng vô cùng quan trọng chẳng hạn như bệnh nhân có sử dụng là uh, chung kim tim có uh, tiền căn uh, tim chích ma túy hoặc là truyền máu thì chúng ta có thể đi theo hướng là viêm gan siêu vi B, CVC -C, uh, hoặc là có quan hệ đồng giới. Còn đối với những bệnh nhân có đi du lịch thì có thể là có nhiễm viêm gan CA qua đường tiêu hóa. Và có những bệnh lý viêm rác đại tràng thì nó đi kèm với lại cái bệnh lý viêm sơ đường mật nguyên phát. Và cuối cùng là cái trong tình trạng sốc suy tuần hoàn giảm oxy máu, hạ áp thì có thể là gây ra bệnh lý là suy gan cấp do thiếu máu cục bộ về phần khám bệnh thì chắc chắn là phải khám toàn diện bao gồm những cái dấu hiệu của tại gan sau mạch lòng mạch tay son vân vân và những cái tổn thương khác có thể đi kèm như là tổn thương trên da niêm khớp trong bệnh gan tự miễn và chúng ta cần phải khám mắt để loại trừ cái vòng cây dây xếp sơ trong bệnh Wilson sinh về hình ảnh học thì vô cùng quan trọng bởi vì nó giúp chúng ta phân biệt được cái nguyên nhân của ngoại khoa và nội khoa ngoại khoa là một cái nguyên nhân cần phải điều trị khẩn và Khuyến cáo của Hội tiêu hóa Hoa Kỳ thì siêu âm bụng nên lựa xét nghiệm ưu tiên hàng đầu. Nga ngoài ra thì chúng ta có thể tiếp cận bằng MRI, vân vân v Sau khi chúng ta đã loại trừ được nguyên nhân ngoại khoa thì chúng ta sẽ đi đến hướng là nguyên nhân nội khoa. Thì chúng ta sẽ tiến hành phân tích những cái xét nghiệm sinh hóa gan. Thì để phân tích xét nghiệm sinh hóa gan thì đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá là bệnh nhân này là bất thường sinh hóa gan, tăng men gan là cấp hay mạng tính. Cấp là nhỏ 6 tháng và mạng tính là trên 6 tháng. À, cái kiểu tổn thương của bất thường men gan là hỗn hợp tổn thương ứ mật hay là tổn thương tế bào gan à, chúng ta có thể tham khảo thêm chỉ số R cái này là thường sử dụng trong viêm gan do thuốc hoặc là chỉ số the the là at trên alt và cuối cùng là chúng ta đánh giá mức độ tăng men gan là gấp bao nhiêu lần so với là giới hạn trên bình thường và sau khi là phân tích thì chúng ta có thể gợi ý được rất nhiều nguyên nhân cho bệnh nhân Đầu tiên em xin nói về cái cái cái, cái phân tích là cái kiểu tăng men gan thì cái dụ tăng các uh, nhiễm bất thường men gan là nghĩ nhiều đến tổn thương tế bào gan thì chúng ta có thể dựa vào thứ nhất là bệnh nhân sẽ tăng nhiều ALT, hoặc AST và nếu ta sử dụng chỉ số R thì R sẽ lớn hơn bằng 5. Nếu tổn thương ứ mật thì sẽ tăng nhiều ALB và GGT và tăng ít ALT và chỉ số R sẽ, sẽ nhỏ hơn bằng 2. Còn hỗn hợp thì có thể là tăng nhẹ uh, ALT và ALB và chỉ số R là từ 2 đến 5. À, đây là cái chỉ số R Thì cái này là trong guideline của bệnh viêm gan Tiếp cận viêm gan cho thuốc Mọi người có thể tham khảo thêm để tiếp cận Nếu mà sử dụng chỉ số R à, Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể Sử dụng cách cái chỉ số Doratis Cơ bản hơn, nhanh chóng hơn Là ST trên ALT Bình thường ST trên ALT sẽ nhỏ 1 à, Do ALT lớn hơn Thì khi mà mình thấy cái chỉ số ST trên ALT lớn 1 Thì mình sẽ nghĩ tới bệnh lý như là sơ gan bệnh gan do rượu tổn thương gan do thiếu máu hoặc là hỉ cơ cấp còn những bệnh lý nhỏ một thì thường là những bệnh lý hoại tử tế bào gan viêm gan tự miễn à, hoặc là viêm gan mạng và nát hồ. À, à, cái phần quan trọng nhất là phần phân tích cái mức độ tăng men gan bởi vì khi mà bệnh nhân tăng men gan ngày càng cao thì sẽ tăng cái tỷ lệ tử vong cho bệnh gan của bệnh nhân về cái phần này á cái khuyến cáo này thì thường em thì theo cái khuyến cáo của hội tiêu hóa hoa kỳ năm 2017 em đã chia ra thành năm mức thứ nhất là mức tăng tăng rất nhẹ đó là chỉ khoảng là hai nhỏ hơn hai lần giới hạn trên bình thường nếu tăng nhẹ là từ 2 đến 5 lần giới hạn trên bình thường tăng trung bình là có thể từ 5 tới 15 lần giới hạn trên bình thường tăng nhiều là trên 15 lần giới hạn trên bình thường và tăng cực đại là trên 10.000 đơn vị Tuy nhiên khi mà chúng ta đánh giá cái mức độ tăng men gan thì chúng ta cần phải khảo sát được bệnh nhân là bệnh nhân có trong cái tình trạng suy gan tối cấp hoặc là suy si gan cấp hay không thì định nghĩa của một cái suy si gan tối cấp hoặc suy si gan cấp nghĩa là sự tiến triển nhanh của các tổn thương gan cấp, với suy si giảm nghiêm trọng các chức năng gan biểu hiện bằng việc là rối loạn đông máu và bệnh não gan ở những bệnh nhân không có bệnh gan trước đó và khi mà bệnh nhân vào cái bệnh cảnh là suy si gan tối cấp hoặc suy si gan cấp thì chúng ta cần phải khám chuyên khoa gan ngay và không cần quan tâm đến mức độ ALT của bệnh nhân là bao nhiêu sinh thiết gan được có thể được xem xét là khi xét nghiệm máu hình ảnh học đã làm được rất nhiều mà vẫn có chưa tìm được chẩn đoán cho bệnh nhân thì sinh thiết gan sẽ là bước cuối cùng đây là khuyến cáo mạnh và bằng chứng rất thấp à, từ nãy giờ em trình bày thì chắc cũng là hơi 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 quá quá nhiều thứ thì giờ em sẽ đưa ra một cái lưu đồ để cho mọi người có thể tiếp cận cách dễ dàng hơn và đề ra những cái xét nghiệm cụ thể à, thì em hướng tiếp cận của của tôi là theo hướng của mức độ tăng men gan thì mình có năm mức độ thì sẽ tiếp cận theo hướng năm mức độ. thì đầu tiên là nếu tăng nhẹ men rất nhẹ men gan là AST hoặc ALT chỉ nhỏ hơn hai lần giới hạn trên bình thường thì những cái bước cơ bản là bệnh sử khám lăn sàng khám lâm sàng, ngưng thuốc độc gan, ngưng rượu vân vân, đánh giá các yếu tố nguy cơ là bắt buộc bất cứ mức độ nào chúng ta cũng phải khảo sát và khi sau khi khảo sát này xong thì chúng ta sẽ tiến hành đề ra những cái cận lâm sàng như là công thức máu này để coi số lượng tiểu cầu AST, ALT, Phosphatakin, Bilirubin, Albumin, BT hoặc INE và xét nghiệm HBS ac anti HC B, anti HBS, anti HCV và nếu mà xét nghiệm viêm gan siêu này dương tính thì chúng ta sẽ tiến hành định lượng số lượng virus của viêm gan siêu và tất nhiên là siêu bụng là một cái xét nghiệm không thể thiếu khi chúng ta tiếp cận cái tăng men gan. Nếu như mà những cái xét nghiệm này à, âm tính hết thì chúng ta có thể dừng lại và có thể xem xét kiểm tra cho bệnh nhân sau 3 đến 6 tháng. Với lại sau khi kiểm tra là ta thể áp dụng cái xét nghiệm là AST, ALT, phát phát tạc kiềm và bilirubin. Hoặc là à, sau khi kiểm tra sau 3 đến 6 tháng mà vẫn còn tăng thì chúng ta sẽ đi theo hướng là viêm gan tự miễn, có là ta thực hiện các xét nghiệm tự miễn như là ANA, à, SMA, gamma globulin, lupus à, thiếu alpha một antitrypsin vân vân và có thể là phải hỏi kỹ thêm lại bệnh sử của bệnh nhân để có tìm ra được những cái xét nghiệm liên quan và nếu mà những xét nghiệm này vẫn tiếp tục bình thường thì chúng ta sẽ quyết định làm thêm xét nghiệm là do bác sĩ lâm sàng hoặc là hội chẩn chuyên khoa gan để xem xét sinh thiết gan đối với trường hợp tăng men gan nhẹ có nghĩa là từ 2 đến 5 lần giới hạn trên bình thường thì áp dụng công thức như trên tuy nhiên chúng ta sẽ xem xét kiểm tra lại sau 3 tháng À, nếu mà sau 3 tháng à, mà xét nghiệm vẫn còn tăng thì chúng ta cũng tiếp tục đi theo hướng là viêm gan tự miễn hoặc là bệnh lý di truyền và nếu vẫn không chẩn đoán được thì sinh thiết gan sẽ là bước chẩn đoán cuối cùng đối với lại, việc tăng men gan trung bình là khoảng từ 5 tới 15 giới hạn trên bình thường thì chúng ta cần phải chú ý về bệnh sử và quan trọng là chúng ta phải đánh giá dấu hiệu bệnh nhân có suy gan cấp hay không và những cái xét nghiệm cần lâm sàng đề nghị thêm là gồm có những xét nghiệm của viên ngăn cấp như là IgM anti-HAV, IgM, IgG-HAV, HBs, IgM anti-HBC, uh, IgG và HBs anti HTV và nếu tương tự là nếu dương tính thì chúng ta sẽ định lượng virus còn nếu âm tính thì chúng ta sẽ đi theo hướng là viên ngăn tự miễn như là ANA, SMA, gamma globulin và serum À, còn nếu mà chúng ta đánh giá được là bệnh nhân đang có dấu hiệu suy gan cấp thì chúng ta phải hội hội chẩn khẩn với lại chuyên khoa gan và có thể cân nhắc chuyển đến các trung tâm mà có ghép gan. Và nếu tất cả những xét nghiệm trên đều âm tính thì chúng ta sẽ xem xét sinh thiết gan khi tình trạng sức khỏe ổn định. À, đối với mức độ tăng men gan nhiều là trên 15 giới à, à, hạn trên bình thường thì cũng tương tự là chúng ta làm những xét nghiệm như trên. Tuy nhiên chúng ta chú ý có thể làm thêm thứ nhất là chúng ta làm xét nghiệm là đo nồng độ thuốc ở trong máu hoặc là xét nghiệm là đo độc chất ở trong nước tiểu ha. Còn nếu mà chúng ta có thể tìm được bằng chứng của ngộ độc acetaminophen thì chúng ta xem xét điều trị bằng N-acetylcysteine. Và tương tự là suy gan cấp hay tối cấp là bắt buộc là phải hội chẩn với lại chuyên khoa gan và cân nhắc chuyển đến trung tâm ghép gan. Và nếu tất cả những xét nghiệm trên đều âm tính thì sinh thiết gan sẽ là bước chẩn đáng cuối cùng đối với bệnh nhân tăng cực đại có nghĩa là khoảng trên 10.000 đơn vị thì chúng ta sẽ đi về hướng là xem xét thứ nhất là bệnh nhân có ngộ độc không ngộ độc chất không thứ hai là bệnh nhân có bị suy gan cấp do thiếu máu cục bộ hay không và bệnh nhân có tình trạng hủy cơ hay không và luôn nhớ là phải đánh giá cái dấu hiệu của suy gan cấp thì những cái xét nghiệm được đề nghị là đã trình bày như ở trên và cũng tương tự là đã suy gan cấp hoặc tối cấp thì chúng ta bắt buộc phải hội chẩn chuyên khoa gan và sinh gan luôn là bước cuối cùng trình bày em à, kết thúc thì em xin đưa ra những cái kết luận như sau thì thứ nhất là xét nghiệm gan thì gồm có bốn nhóm thứ nhất là nhóm đánh giá tổn thương ứ mực thứ hai là nhóm đánh giá tổn thương tế bào gan nhóm bilirubin h 3 và nhóm đánh giá chức năng gan nên nhớ kỹ chức năng gan chỉ có hai xét nghiệm đó là albumin máu và rối loạn đông máu là bt hoặc INR thì chúng khi tiếp cận một bệnh nhân tăng men gan thì chúng ta phải khai thác kỹ bệnh sử tiền căn và thăm khám toàn diện cho bệnh nhân và khi phân tích những cái xét nghiệm sinh hóa gan thì chúng ta sẽ đánh giá dựa theo là bệnh nhân tăng cấp hay tăng mạng bệnh nhân cái dạng tổn thương của bệnh nhân là dạng ứ mực hay dạng hoại tử tế bào gan hay dạng hỗn hợp và mức độ tăng men gan là vô cùng quan trọng bởi vì nó sẽ tăng cái tỷ lệ tử vong do bệnh gan của bệnh nhân và từ đó là mình có tìm ra được cái nguyên nhân để gợi ý và xin thiết gan luôn là bước thực hiện cuối cùng khi mà chúng ta chưa tìm được những nguyên nhân rõ ràng à, xin chân thành cảm ơn à, à, ban giám đốc ban chủ và mọi